Đó, chia hàng ra, chia hàng ra anh nữa đi cho nhanh. Dán vào đi. Để đâu? Đấy đi, không hết giờ đấy, trả được xong để quay phim luôn trong lúc nghỉ trưa. Xin chào tất cả các con vợ nha. Tôi đang làm lại cái sới này để tôi làm video. Tại vì là khi mà chúng ta lên top top mà quay video nó có tên công ty ấy, và có website này, có số điện thoại. Mặc dù các bạn chụp nó rất mờ mờ, nó mờ mờ. Con AI nhân tạo ấy, nó vẫn quét ra và nó xóa lịch của các bạn. Đấy là các bạn đang bị vi phạm hướng dẫn cộng đồng. Nên là tôi phải đây. Tôi phải bóc hết tem số điện thoại ra và bịt hết cái tên công ty vào. Nền tảng top top họ không cho chúng ta dẫn hướng người dùng sang một đây. Đây anh em phải dán bằng dính đen vào cái mặt này. Đây dán vào đây. Không để lộ tên website và tên công ty. Quả nhân đang làm background là cái đéo gì. Background là cái vớ vẩn nhất. Bóc tem này ra nhá. Bóc ra hay là cuốn bằng dính đen vào. Background là cái thứ vớ vẩn nhất của mấy cái thằng lùa gà, của mấy đồng chí gọi là marketer lùa gà. Các ông chủ doanh nghiệp đừng nghe cái đội marketer nó lùa gà. Các ông chủ doanh nghiệp hoặc là các ông chủ xưởng hoặc là những cái người kinh doanh ấy, chỉ có các bạn mới hiểu rõ nhất về sản phẩm của các bạn. Mà tại sao các bạn lại đưa sản phẩm cho một đứa nó ngáo ngơ, nó không biết cái gì để nó nói phét về sản phẩm của các bạn. Các bạn đang lấy ngọn làm gốc, lấy xà làm cột và các bạn đang hết sức sai lầm. Tôi đây ấy, không cần phải ăn mặc vest hay là com ghen lê calavat, nhưng mà tôi vẫn bóp lát cái bọn marketer, hiểu không? Mình cứ thật thà, mình cứ hàng hóa, mình bán hàng hóa chứ mình không bán mõm, hiểu chưa? Cứ bán mõm để đớp tiền thiên hạ. Chả thế, cứ thực tế mà quất thì có mà. Bỏ cái bảng hiệu này ra, bỏ hết rồi. Cứ thực tế mà đớp tiền phùng phục nha các con vợ nha. Mình có hàng để đi đưa cho một cái đứa nít danh, cái đứa nít danh mà mới ra khỏi trường đại học, nó nói phét là anh ơi marketing tổng thể rồi, anh ơi background các kiểu, background cái méo gì, hiểu không? Nghe mấy thằng mõm đấy mà lướng hết tiền không thấy khói. Mấy ông làm kinh doanh đấy, mấy lại ông chủ xưởng, chủ doanh nghiệp ngáo ngơ. Hàng của mình nắm rõ nhất về sản phẩm của mình, nắm rõ nhất về nhu cầu người dùng. Tại sao lại đưa cho một đứa marketer nó nói, lo loi nào? Đúng chưa? Marketer cái gì? Tôi lổ thẳng vào mặt những đồng chí marketer này. Đừng lươn nữa, đừng lươn chạch nữa. Những đồng chí bán kho học này đừng có lươn chạch nữa. Gặp tôi nha, phải cúi mặt mà đi, nhớ chưa? Không được ngẩng mặt khi gặp tôi, nhớ chưa? Nha. Vì các bạn đã lươn người dân quá nhiều rồi, các bạn đang lươn người dân. Ngày xưa người dân người ta còn thiếu hiểu biết. Bây giờ các bạn hết thời rồi. Hết thời của marketer rồi nha. Marketer hết thời rồi nha. Đừng có lươn nữa. Các ông lươn 1, tôi lươn 10, gặp tôi là con lươn chúa thì các ông mẹ mất tích luôn, mất hình luôn nha. Đến thời của giá trị thực rồi. Thời là ngày xưa những cái người lao động kỹ thuật ấy, những cái người làm ra sản phẩm thật ấy, là người ta không có mạng xã hội, đúng không? Người ta không có truyền thông, người ta không có các kênh để chia sẻ sản phẩm ra ngoài thế giới. Bây giờ là có top top rồi. Có top top rồi, các đồng chí marketing đi ngủ đi nha, mất tích đi. Không sơ mú gì được của tôi đâu nha. Và tôi sẽ là một cái người mà cho các đồng chí marketing là ra nghĩa địa, ra sông Hằng của Ấn Độ ấy,
để gọi là thủy táng. Mà cái tèo nào lịch này của anh bay làm sao được em? Tất cả 4 nick kia bay là do ý đồ của anh. Anh muốn lấy lòng thương của mọi người nha. Anh với lại là anh cũng là bao dung với cái các cái bạn mà làm marketing bẩn, với lại những cái bạn đa cấp cổ phiếu chứng khoán Bitcoin nha. Anh bao dung cho các bạn đấy, tức là anh ban đặc ân cho các bạn đấy, được cho các bạn đấy được xóa 4 cái lick của anh để cho các bạn đấy cảm giác là mình có giá trị và có sức mạnh. Nhưng mà đến lick thứ 5 của anh thì thôi, tắt nguồn, hiểu không? Gặp anh bây giờ tắt nguồn hết. Các khanh làm sao mà xóa được lick của quả nhân một lần nữa. Ôi 10k follow, 10 triệu follow luôn. Anh sẽ tạo ra bão mạng nha các em nha. Đớp hết tiền của thiên hạ. Các ông ạ, ông nào lên mạng ấy chả là lên đớp tiền của thiên hạ. Nhưng mà các ông đéo dám nói thật như tôi. Các ông toàn nói là cho đi giá trị, nói mõm. Hiểu không? Phải đớp phùng phục chứ. Nhưng mà nó lại lươn chúa, nó bảo là anh lên đây để làm một sứ mệnh là cho các em các giá trị. Cho giá trị thì mày làm video lên mạng ấy, cho người ta xem miễn phí đi. Mày lại còn lùa người ta bán khoa học à? Ok. Đớp phùng phục nha anh em, phải đớp phùng phục vào. Tí nữa lại có người đến lấy vách ba len, tôi lại đớp tiếp. Đây, người ta biết tôi đớp nhưng mà người ta vẫn để cho tôi đớp. Đớp mạnh. Em nghe anh ơi. Đi đường thị trấn chờ xuống nhanh hay là đi đường nào khác ạ? Anh ở Sóc Sơn đúng không? Anh đang ở bên Vĩnh Phúc. Bên nói chuyện với là ông chú anh ấy nhá. Vĩnh Phúc thì đi đường nào cũng được. Em đi đường nào nhé. Alo ạ. Alo ạ. Anh ở Vĩnh Phúc thì anh đi đường cầu Đò Lo về cho nhanh, đi quốc lộ 2 cũ ấy, đi đường cầu Đò Lo về cũng được anh ạ. Em nói vị trí rồi anh. Em gửi vị trí rồi đây, em gửi vị trí rồi, thôi đi đường nào cũng được. Nói đi cho nhanh. Em ở cầu Đò, cách cầu Đò Lo 1 cây số. Yên Phụ, Yên Phan, Bắc Linh. Cách cầu Đò Lo 1 cây rồi á. Vâng, anh cứ đến. Anh chạy đường B anh nhanh hơn không? Nhanh. Đường 16 nhanh. Đường 286 là nhanh rồi, anh cứ đi đường cũ ấy. Nhanh rồi anh ạ. Yeah. Nói đấy anh biết rồi. Ok. Anh cứ qua đi, em ở nhà, em gửi vị trí cho anh ấy rồi đấy. Anh đi từ đường trái em được sao thế đi đúng không? Đường nào cũng được, anh thích đi đường nào cũng được. Đi đường trái gần hơn không? Đường nào cũng được anh ơi, nó cũng không xa nha, hơn nhau bao nhiêu đâu anh ạ. Nhà em nó ở Trung Chiêng mà. Anh em. Vâng, ok. Đấy, có người gọi điện đến để cho tôi đớp tiền. Marketing là gì? Marketing nó, đội ngũ marketing là nó đéo có việc gì làm. Nó phải đi nói phép, nó đéo có hàng để bán. Mà nó cũng đéo có can đảm để mà bịa ra hàng và nhập hàng về bán. Nên là nó dư như là lũ, gọi là nó là không khác gì lũ tầm gửi để đi lùa các ông sếp tổng, các ông giám đốc doanh nghiệp. Thôi người ta vãi, gọi là thóc ra thì gà nó mổ, người ta vãi cho vài đồng rơi đồng vãi. Còn tôi nói thật các bạn ấy, các bạn mà marketing giỏi ấy, các bạn mà bán hàng kinh doanh giỏi, làm truyền thông giỏi ấy, các bạn đéo việc gì phải đi marketing cho thằng nào. Tôi lổ luôn vào mặt cho nó vuông. Nào các ông marketing, các ông nếu mà giỏi, các ông đéo cần phải đi marketing cho thằng nào. Các ông bỏ tiền ra, các ông ôm lô, các ông nhập về bán. Nào, dám chơi không? Dám marketing không? Nói nào. Nào marketing, vào đây marketing. Ông nào marketing giỏi, tôi có nhiều sản phẩm tốt đây, về đây tôi khoán cho. Ăn theo sản phẩm có dám chơi không? Hay là cứ thích đớp tiền trước, cầm một mớ tiền cho sống chết mặc bay, tiền thay bỏ túi. Marketing bố láo. Marketing mới chở marketing. Cái loại tầm gửi nha. Thành phần tầm gửi.
Tôi là đỉnh cao của Marketel, tôi còn không nhận là tôi là Marketel. Các bạn biết rằng tôi đọc lối mõm này là tôi bán hàng. Nhưng mà tôi gọi luôn là đớp. Là đớp tiền. Cái bọn Marketel nó chả là đớp tiền. Nhưng mà nó cố tình làm cái chuyện đớp tiền trở nên phức tạp để thâu tóm tâm lý những người khác. Chứ còn bọn Marketel với tôi khác đéo nhau, nó là đớp tiền. Nhưng mà nó lại gọi là Marketel để cho là gọi là nó lồng cái từ tiếng Anh vào cho nó ảo diệu. Ảo diệu thì cái người nghe nó mới bị say sóng. Say sóng thì nó đóng cho bao nhiêu cuốc chả được, hiểu không? Nó tà lừa các bạn đéo hiểu chuyện. Ờ đúng rồi, Ái Khanh này giỏi này. Ý của Điện Hạ là các thần dân làm cái gì thì phải biết bản chất và giá trị cốt lõi của nó. Chính xác. Các bạn không hiểu bản chất và giá trị cốt lõi của sản phẩm, các bạn không hiểu khách hàng, thì các bạn cứ tập trung vào marketing với truyền thông để làm gì? Các bạn đưa sản phẩm xấu đến tay khách hàng à? Các bạn không có tư duy tổng thể. Thế cho nên là những bạn marketing ấy mãi mãi đi lịnh hot để đi tà lừa các ông chủ doanh nghiệp và tà lừa những cửa hàng, những con gà nha. Nhiều người mất rất nhiều tiền, nướng rất nhiều tiền cho bọn marketel đấy. Xem là những cái tem bóc hết nhá. Bọn này nó bỏ đi này, lấy cái loại mà lấy cái loại mà đã ấy có 5 cánh ấy, hay là thay cái 5 cánh là 5 cánh cắt. Có được rồi, thế cứ để đấy. Bóc hết chưa? Làm thế nào để marketing giỏi hả bác? Tôi đéo hiểu marketing giỏi là như thế nào và tôi cũng đéo có khái niệm marketing giỏi. Các bạn hãy quy hết về đớp tiền cho tôi. Và các bạn đớp tiền là phải đớp tiền sạch. Khi mà các bạn muốn làm marketing tốt hay là đớp tiền tốt ấy, các bạn phải là người tốt đã nha. Các bạn phải làm người trước đã, rồi sau hãy làm ngợm nha. Đúng rồi, kiến thức là cần thiết, chia sẻ kinh nghiệm là cần thiết, học hỏi là cần thiết, nhưng phải thực tế. Thì chính cái câu phải thực tế này nó giải quyết cho tất cả những cái gì là cái câu phải thực tế nó giải quyết cho cái từ kiến thức và giải quyết cho từ kinh nghiệm. Kiến thức là gì? Là những gì các bạn đã chứng kiến và thức tỉnh được. Thế các bạn không có cái thực tế, các bạn nghe mõm của thằng khác thì làm sao các bạn có kiến thức? Thứ nhất. Thứ hai là các bạn kinh nghiệm là gì? Là cái gì, những cái gì mà các bạn đã kinh qua, đã trải qua và các bạn chiêm nghiệm được. Thế các bạn không có thực tế thì các bạn nghe mõm của thằng khác thì làm sao có? Bật điện đi. Nhá, cho nên là các bạn toàn lấy ngọn làm gốc, lấy xà làm cột. Đéo chịu bỏ công bỏ sức ra để làm, để tự học lấy mà cứ đi học mấy cái thằng tà lừa. Đúng chưa? Các bạn không chịu trải qua nhưng các bạn là có một lòng tham rất lớn. Là các bạn là lòng tham của các bạn là gì các bạn biết không? Lòng tham của các bạn là đéo muốn làm nhưng muốn đớp. Thứ nhất, thứ hai nữa là đéo muốn học nhưng muốn có kiến thức. Thứ ba nữa là muốn học nhưng mà đéo muốn hành động. Thứ năm nữa là muốn hành động nhưng mà lại đéo muốn số tiền. Hiểu không? Toàn hành động mõm. Các bạn hiểu cái gốc của vấn đề chưa? Thứ sáu nữa là muốn xuống tiền nhưng mà lại đéo muốn mất tiền. Ok chưa? Thứ bảy nữa là muốn mất tiền nhưng mà đéo muốn mất tiền nhiều. Thứ tám nữa là muốn mất tiền nhiều nhưng mà đéo muốn mất tiền của mình. Nếu bọn marketing nó muốn mất tiền nhiều nhưng mà phải thằng chủ doanh nghiệp mất tiền nhiều, chứ marketing nó đéo phải tiền của nó. Thế cho nên là nó đéo có trách nhiệm với cuộc đời này. Các bạn phải có tư duy đuổi cùng giết tận cái vấn đề như tôi thì các bạn sẽ trở thành một nhân vật gọi là rất là tử tế. Và các bạn mới kiếm được nhiều tiền để mua dàn phơi cho tôi, mua quạt cho tôi và mua chổi lau cho tôi. Thế thì các bạn mới trở thành những gọi là tấm gương tốt trong xã hội và có hạnh kiểm tốt. Thì bất cứ ai mua hàng của tôi cũng đều là những người có hạnh kiểm tốt, đúng không? Nói chung phải thận trọng trong việc đớp tiền phải không bác? Thực tế ra là cũng không cần phải thận trọng lắm đâu. Các bạn ạ, thóc ra là gà nó mổ. Cứ nhìn thấy tiền là phải sáng mắt lên. Thì đấy là cái gọi là gì? Bản năng của một chiến thần đớp tiền. Nhá, thóc ra là gà nó mổ. Các bạn cứ đớp thật lực cho tôi. Còn bây giờ các bạn cứ thận trọng thì biết nào là thận trọng, vừa đái vừa dòm à? Thận trọng tính toán đi tính toán lại, thằng khác nó đến nó đớp rồi nhá, thóc ra là gà nó mổ.
Trong cuộc sống những lúc khó khăn mới thấy người tài, còn không lên nghe ai nói mõm mấy chuyên gia diễn. Các bạn là thường các bạn là đang thiếu cái gì thì các bạn thèm cái đấy. Các bạn thiếu cái nhà lầu, thiếu cái xe hơi và thiếu những món ăn ngon thì các bạn sẽ thèm những cái đấy. Khi các bạn thèm những cái đấy á mà các bạn không không có được ấy, thì các bạn sẽ chuyển sang là thưởng thức và thần tượng qua màn ảnh nhỏ và thần tượng những cái người người ta có những cái đó. Thế thì chính những cái người mà hay ngồi khách sạn 5 sao ấy, hoặc là hay ngồi trong ô tô để lói phét ấy, để diễn thuyết ấy, hoặc là những cái người đang khoe cái đồng hồ ấy, hay là mà khoe manh áo gọi là mấy chục củ ấy, hoặc là đôi giày một hai chục củ ấy, những người đấy là những người vớ vẩn thôi. Những người đấy là biết các bạn đang không có cái gì và đang thèm cái gì. Những người đấy là gì? Nhử mồi các bạn. Ví dụ thế này nha, các bạn dù các bạn già hay là bao nhiêu tuổi, các bạn cũng không khác gì một đứa trẻ nhỏ ở cái lĩnh vực tâm lý là như thế này. Ví dụ hai nhà hàng xóm ở cạnh nhau, một đứa trẻ con ở hàng xóm ấy, hai đứa trẻ con này bằng tuổi nhau, thế đứa trẻ con ở hàng xóm ấy thấy đứa kia ấy có cái bánh mì ngon để ăn thì bắt đầu là nó lấy hạnh hoẹ đòi mẹ của nó, đòi mẹ của nó cũng phải mua bánh mì cho nó nhá. Thế thì chính xác, khi các bạn nhìn thấy thằng khác có ô tô để đi thì các bạn cũng là sôi sục tâm hồn lên để tìm mọi cách làm giàu nhanh để có được ô tô như nó. Thế thì các bạn muốn làm giàu nhanh để có được ô tô như nó đi thì các bạn sẽ đến học nó, học các khóa học của nó, bảo anh ơi làm sao để anh có được ô tô, làm sao để anh có nhà lầu xe hơi, bảo em ơi mua khóa học đi. Thế là nó bán khóa học cho các bạn, nó đạt được cái sự thành công bỉ ổi, tức là nó đớp tiền của các bạn. Nhưng mà các bạn càng học thì các bạn càng mất tiền. Giống như cái chuyện mà lòng tham của hai con gấu khi được một con cáo nó chia bánh mì cho á, hai con gấu này ấy, càng hơn thua với đời ấy, càng hơn thiệt với nhau ấy, thì miếng bánh mì nó càng nhỏ đi. Thế thì sao? Các bạn cũng thế, càng thèm khát những cái ô tô hay là gì, muốn giàu nhanh thì các bạn càng nghèo lâu. Các bạn phải hiểu cái đó. Những cái bài học đấy trong cuộc sống này nó đã dạy các bạn. Nhưng mà tại sao các bạn không nhớ và các bạn không tôn trọng những bài học nhỏ nhoi đấy? Các bạn biết tại sao không? Tại vì những bài học này ấy, nó đến với các bạn ấy, trong trong khoảnh khắc và trong trạng thái là gì? Là rất rẻ tiền, tức là gì? Đi học thầy cô giáo hoặc là trong trạng thái nó rất quen thuộc và thân quen, tức các bạn không mất nhiều tiền nên các bạn đéo thèm nhớ nó. Ví dụ những cái gì mà cha mẹ dạy chúng ta ấy, hết sức là chuẩn và nhân sinh quan, nhưng chúng ta đéo tôn trọng cha mẹ. Vì sao? Cha mẹ cho chúng ta miễn phí và không đòi hỏi ở chúng ta cái gì. Thế thì tại sao có những thành phần nó mang đến 500 đến 1 tỷ để nó đi học các khóa học của mấy mấy thành phần mõm, bị nó chửi vào đầu nó vẫn cảm ơn mấy thành phần mõm đấy. Đấy là nghệ thuật của sự thâu tóm tâm lý các bạn ạ. Đó là thâu tóm tâm lý, và những người thâu tóm tâm lý không làm ra giá trị và lợi ích gì cho xã hội này đâu. Những người đó đều là những người không tốt. Những người bán khóa học và dạy làm giàu đều không tử tế hết. Các bạn, tôi là người có nhân sinh quan rất là chuẩn, nên tôi muốn khai trí cho các bạn, để cho những thành phần mà bán nói lấy ăn, marketing, marketing, các khóa học dạy làm giàu là mất tích hết. Tại sao nó hay lên chia sẻ những cái video ngắn? Đâu, đợi người ta đến mua hàng. Cho nên là bọn nó hay chia sẻ những video ngắn. Tức là như Lê Linh nói ấy, một nửa cái bánh mì nó là sự thật, một nửa câu chuyện nó là sự giả dối. Nhưng tôi nói như này này, một góc câu chuyện này, nó là sự bố láo. Nó chỉ chia sẻ cho các bạn một góc video nhỏ thôi, để các bạn không có bức tranh toàn cảnh thì các bạn rất mơ hồ về sự vật hiện tượng. Và nó hay dùng cái từ gì gọi là từ gọi chuyên môn, hoặc là hay lòng một vài câu tiếng Anh. Các bạn nha, cứ xem trên mạng, đồng chí nào mà hay ngồi trong ô tô hoặc là đội cái mũ gọi là đắt tiền này, lồng cái nhạc Dobin các kiểu, lồng cái nhạc Dobin để tăng cường năng lượng cho các bạn, là những đồng chí mõm hết nha, đều là những đồng chí mõm. Hoặc là thỉnh thoảng nói chuyện là thỉnh thoảng lại dùng mấy cái câu như là bestseller, hoặc là dùng mấy cái câu nước ngoài tiếng Anh ấy, để nó tỏ ra nó thượng đẳng hơn người khác. Nhưng không phải, những đồng chí đấy là đang rất thiếu và yếu về nhân tâm nha, nó muốn lùa các bạn thôi. Tại sao các bạn follow nó nhiều thế? Tại vì các bạn cũng thiếu và yếu về nhân tâm. Tôi sẽ tạo ra những cái gì rất là đúng đắn cho xã hội, để cái đội marketing, bán khoa học, lùa gà, cổ phiếu Bitcoin, chứng khoán, môi giới bất động sản mất tích, xã hội chúng ta lấy lại bình yên, để tạo lên một cái gì? Một cái hào khí mới cho dân tộc. Làm thật ăn thật thì đất nước mới chống chọi được với ngoại bang nha.
không thể để cho bọn nó còn đất sống được. Ôi ghét, ghét thì làm gì được quả nhân, ghét thì cùng nắm xóa 4 cái lick của quả nhân, còn một cái lick này không bao giờ xóa được nữa. Xin mời các bạn dậy làm giàu bán kho, vào đây xóa lick của tôi đi. Thế cho nên các bạn biết những cái sàn môi giới chứng khoán này là các kiểu là toàn các bạn 17, 18, 20, 22 tuổi vào chơi, có những cái người mà người ta gọi là già rồi, người ta có tiền rồi. Ví dụ như những người có tuổi như tôi, 32 tuổi như tôi đây, thì 33 tuổi như tôi đây, thì chả bao giờ tôi tham gia những cái trò chơi gọi là đen đúa đấy, hiểu không? Mẹ cứ muốn lấy nhà của người khác về xây công trình phụ cho nhà mình, đấy là lòng tham của các bạn. Khi các bạn tham, các bạn phải trả giá. Các bạn phải trả giá thôi. Để em lấy lại lick cho anh, không cần lấy lại. Anh trí tuệ của anh ở trong đây, anh nói phét đấy, lúc nào cũng có lửa triệu người xem. Tại vì là những cái gì anh trao cho mọi người đều là những gì rất tử tế. Anh mất lick anh đâu có quan trọng. Các bạn biết không, nếu mà các bạn nào đã lên kênh IT của tôi xem rồi thì biết, một video tôi đăng lên IT dài hơn 6 tiếng. Tức là gì? Tức là tôi chia sẻ trên live stream như thế nào, tôi sẽ tải về, tôi đăng lại lên đó như vậy. Chứ nếu mà như cái bọn marketing, marketeo ấy, nó muốn lùa các bạn, nó sẽ băm nhỏ 6 tiếng video đấy ra để nó đăng giống như đội Việt Sử Toàn Thư ấy, nó sẽ đăng 10 phút, 15 phút để câu view, câu like của các bạn. Như thế là rất mất thời gian cho chúng sinh, cho mọi người. Thế là nó đang tham nhũng thời gian của người khác, chứ nó không tốt đẹp gì đâu. Và tôi đăng một video dài luôn, là nguyên một video của tôi đăng nguyên là hơn 6 tiếng đồng hồ. Các bạn xem vẫn xem tẹt, mà tôi lại vẫn đớp được tiền. Tôi vẫn đớp được tiền, gọi là bên kênh IT nó giả cho tôi. Tức là các bạn phải tạo ra nhiều nguồn thu nhập. Tôi không những đớp tiền quạt, đớp tiền chổi lau, đồ gia dụng, đớp hết. Đớp phế liệu, đớp mạnh, đớp tấm ba len, vách ba len, đớp hết. Kênh IT tôi cũng đớp. Đớp tiền top tôi đớp hết, đớp mạnh. Facebook tôi phắc bọc tôi cũng đớp nha. Nói mõm này nó khóa like đấy. Bác nói chí lý, đừng để mấy thằng cõn nhai ít sự đời nó dắt mũi, chúng nó trẻ danh. Gặp tôi cứ răng môi lẫn lộn luôn nhá. Mỗi thứ đớp một tí là nhiều tí. Các bạn phải đớp mạnh và đớp trên mọi không gian và trên mọi thời gian, đớp trên nhiều lĩnh vực. Khi các bạn đớp thật nhiều lĩnh vực ấy, thì cái mõm của các bạn ấy nó được tôi luyện rồi. Mõm của các bạn nó trở thành mõm nhôm rồi, gọi là được tôi luyện rồi. Đấy, khi một cái mõm nhôm ấy thì nó sẽ tạo ra cả một gì, các bạn biết bên Nga là nó hay nói nhôm đấy, khi mà ra chiến trường nó hay hô là nhôm đấy, hiểu không? Cái gì đấy, nó gọi là nhõm mõm nhôm nhá. Toàn Nguyễn thì không có tuổi nhá, Toàn Nguyễn thì không thể chung mâm với tôi được. Quân tử và tiểu nhân thì không thể chung đường nhá. Không có chuyện. Tại vì là chúng nó chả có cái doanh nghiệp gì, nó độc lấy mõm để nó đớp tiền. Các bạn đừng nghĩ là giàu là giỏi. Không bao giờ có chuyện đấy đâu. Giỏi nó phải là trên xây dựng trên hệ quy chiếu nào và tiêu chí gì. Giỏi không phải là lùa những cái người thiếu hiểu biết để đớp. Giỏi là phải mang lại lợi ích cho xã hội. Đúng chưa? Giỏi không phải là vinh thân phì gia, hiểu chưa? Rồi các ông cứ vinh thân phì gia đi. Các ông lấy hết năng lượng của vũ trụ đi, rồi các ông sẽ phải trả giá. Đó, các ông phải kết nối năng lượng chứ. Chúng ta sống ở trong cái không gian này đều là những vị sứ giả, đều là những cái người kết nối năng lượng, kết nối niềm tin, kết nối các giá trị đạo đức và kết nối những giá trị tình cảm để lan tỏa nó, thăng hoa nó lên. Khi mà những cái điều tử tế nó tràn ngập ở trong xã hội, trong không thời gian này ấy, nó sẽ tạo lên một hào khí. Cái hào khí đấy sẽ giúp cái dân tộc đấy đạt đến cảnh giới gọi vi diệu. Vi diệu của sự cường thịnh, hiểu không? Tôi không bao giờ tôi nói về những vị lãnh đạo nói tốt, tôi không dám nói. Thế bây giờ tôi hỏi các bạn, biết thế nào là tốt, biết thế nào là xấu? Thế bây giờ mình nói, nhưng mà mình nói tốt nhưng họ lại bảo là trong cái tốt đấy lại có ý xấu, cho nên là rất dễ xảy ra cái tình huống phạm thượng. Nếu mà mình cái mõm của mình mà động chạm đến lợi ích của những vị lãnh đạo bây giờ hay là như nào đấy thì
nhiều khi mình nói tốt nhưng kẻ xấu nó lại suy diễn ra là xấu. Cho nên là các bạn lên mạng xã hội phải giữ cái mõm ăn cơm nha. Đừng có động chạm đến những cái người nào, hiểu không? Không lên bàn bạc. Nhiều khi cái mõm đi chơi xa quá là thôi đấy nha. Mình còn phải làm, còn phải sống để mà làm quạt, sản xuất quạt, mới làm đủ thứ cho mèo nữa, cho thiên hạ nữa, đúng không? Tôi có mà, tôi có IT mà. Các bạn cứ lên IT, các bạn gõ thần quạt, thánh quạt, lĩnh quạt. Các bạn cứ gõ như thế là nó ra tôi. Tôi rất giỏi. Hôm ngày mùng 1, ngày đầu năm mới, hôm vừa rồi á, hôm mùng 1, sáng mùng 1 tôi dậy từ 4 rưỡi sáng. Và tôi khai trí cho 40 triệu thanh niên Việt Nam mà tôi đã đăng cái video đấy dài 6 tiếng đồng hồ. Có người xem live của tôi là liền 6 tiếng. Còn ngày trước, cách đây khoảng độ 3-4 tháng trước là có những người xem live của tôi là liền 10 tiếng mà. Tại vì tôi nhiều năng lượng. Tôi nói phét được. Tôi ăn được. Tôi nói phét được và tôi đớp được. Có tiền hở tiền ra là tôi đớp. Đớp mạnh luôn ấy. Đấy không? Đấy, cho nên là các bạn nói lưu loát là các bạn sẽ đớp được tiền. Nhưng đớp tiền bền vững hay không thì nó phải trên cơ sở là mang lại lợi ích cho người khác. Nhá. Còn các bạn mà cứ thấy mình nói phét hay, sau các bạn lùa người ta để bán cái này cái kia để xây được miếng đất, mua được miếng đất, xây được ngôi nhà, sau ra ngoài đường đéo ai người ta tôn trọng đâu nhá. Rồi các bạn nhìn xem quả báo nhãn tiền chưa, của bao nhiêu ca sĩ diễn viên, rồi mấy lại là bao nhiêu những cái người mà người ta đi theo tà đạo chưa, bây giờ người ta được cái gì và còn cái gì, rồi làm cái gì và nhìn vào chiều sâu các bạn ạ nhá. Em subscribe cả IT của anh rồi, IT anh vẫn đang đớp tiền mà. Trên IT anh vẫn đớp tiền mạnh. Các bạn xem trên IT của tôi đấy, các bạn xem là trên IT rất nhiều người bình luận ở những cái video mà tôi giới thiệu quạt. Và tôi vẫn bán hàng, tôi đớp tiền trên đấy. Tại vì những cái người mà dùng IT ấy, là những cái người có, tức là những cái người mà hiểu chuyện. Người ta đã dùng đến kênh IT rồi là người ta rất là kiểu như có giáo dục ấy, người ta hiểu chuyện lắm. Những người mà làm mà lên IT mà gõ từ khóa để tìm mua sản phẩm ấy, chả bao giờ người ta bùng đơn cả. Người ta mua là mua ấy. Chứ là tại vì trên các nền tảng mạng xã hội ấy, nó có lứa tuổi của nó. Còn trên TikTok này thì cái người dùng rất là tào lao. Nhưng mà chắc là đến bây giờ người dùng được giáo dục rất cao rồi, khả năng bùng đơn bom đơn rất ít. Còn các bạn mà bán trên Top Top Shop ấy, nó bùng đơn cho còn vỡ mặt. Rồi nó đánh giá cho các bạn một sao luôn. Tức là đối thủ cạnh tranh nhá, Top Top Shop của bạn chỉ cần có vài cái nút đánh giá một sao thôi phát là các bạn bay mất. Bay mất Top Top Shop luôn. Mà bay mất Top Top Shop nha. Tiền đéo lấy được đâu. Bao nhiêu tiền trong đấy đéo lấy được luôn. Ông nào mà lấy được cũng phải mất 90 ngày mới lấy được. 90 ngày là 3 tháng mới ăn. Cháu cứ đi đòi hỏi. Mới lại đi khiếu lại mà áp lực luôn, stress luôn. Có những người găm mấy trăm triệu ở trong đấy luôn. Cho nên là tôi đéo bán. Tôi cứ lên nói phép như này. Các bạn nào yêu thương phải tìm cách mua hàng của tôi bằng mọi giá. Ok, anh liver xong anh sẽ đăng lên IT. Các bạn nên top top này là các bạn nói đến những cái mạng xã hội khác hay là dẫn hướng sang những cái bên khác ấy, thì các bạn phải nói lái đi. Còn các bạn nói thẳng như thế là top top nó khóa live stream luôn và nó cho bắt các bạn bay lích luôn. Nhá. Không, nhiều vấn đề lắm. Các bạn không nghiên cứu sâu. Tôi là một người làm sản xuất và tôi có rất nhiều sản phẩm, tôi phải nghiên cứu sâu chứ. Tôi đéo có chuyện là đưa một mớ tiền cho cái bọn marketeo thì nó đem con bỏ chợ, nó đớp cho ngập mõm rồi sau đó bỏ mình. Về với tôi ấy, một đồng chí nào đéo biết gì ấy, tôi dạy cho thành người luôn. Quan trọng là kiên trì. Hiểu không? Chứ còn đồng chí nào về mà muốn đớp mõm ấy, muốn nhanh giàu đéo có đâu nhá. Tôi ở Yên Phong, Bắc Linh.
tôi quá giỏi luôn về tất cả mọi lĩnh vực, nên là các đồng chí gặp tôi là tôi cho răng môi lẫn lộn luôn. Đỗ Thánh Quạt nói được sống để làm gì? Đố thì ta không trả lời, nhưng mà thôi, nhìn vào Ái Khanh là một chúng sinh rất là ngáo ngơ và gọi là rốt lát, nên là ta phải ban phát đặc ân cho Ái Khanh nhá. Đỗ Thánh Quạt nói được sống để làm gì thì tôi hỏi các bạn biết thế nào là sống? Các bạn liệu có đang sống không? Hay là các bạn quang tèo từ năm 20 tuổi rồi đến năm 80 tuổi mới mang xuống suối vàng? Các bạn có hiểu thế nào là sống không đã rồi mới hiểu là để làm gì nhá. Đấy, đi tìm câu trả lời thế nào là sống. Các bạn đang sống hay là đang chín? Các bạn sống kiểu gì thế mà thấy người ta thấy cứ thấy cái drama gì là các bạn hóng? Các bạn sống kiểu gì thế mà khi mà thấy những cái đứa mà nó mặc nội y, nó lên top top, nó nhảy nhảy, nó ngoáy ngoáy là các bạn cũng thèm rồi các bạn nhảy vào, các bạn bình luận những cái câu hết sức ngáo ngơ là gì? Không một lốt mũi đốt. Các bạn tưởng cợt nhả thế là hay à? Các bạn nghĩ như thế là sống à? Rồi nữa, các bạn đang bình thường mà thấy người ta vì một trận bóng đá người ta đi bão, các bạn cũng mang soi mang lồi ra các bạn gõ. Thế nên các bạn là sống à? Sống là theo kiểu là sống theo người khác để người ta dắt mũi các bạn đi à? Thì đấy có phải là sống không? Các bạn liệu đã đang sống chưa mà các bạn nói được câu, hỏi được câu sống để làm gì? Cho nên là cái Ái Khanh vừa rồi là Ái Khanh gì nhỉ? Ái Khanh gì nhỉ? Ái Khanh Sơn Selkabo lại còn Hari Uôn là thế nào? Ông đặt tên rất ngáo ngơ. Ông là người Việt nhưng mà ông lại bị liệt mất, gọi là cái ông bị điểm liệt trong cái môn gọi là giáo dục công dân. Người Việt mà ông lại dùng cái gọi là Sơn gửi xanh Kha Bo, sao lại Hari Uôn, tôi đéo hiểu ông kiểu gì. Ông phải xem lại con người ông đi nhá. Đặt cái tên rất là ngáo ngơ, người Việt nhưng mà lại bị điểm liệt trong cái môn gọi là giáo dục công dân. Cho nên là ông sẽ không có trốn mà dung thân đâu nhá. Còn chưa nói đến cái chuyện mà sống để làm gì. Ít thì rất hay nhưng nhiều quá thì không thấy hay nữa rồi. Đời không phải nói gì cũng đúng. Các bạn ơi, đến Phật tổ Như Lai, đến ông Tất Đạt Đa Cù Đàm, ông Tất Đạt Đa Cù Đàm ông Thái tử đấy, sau đó ông đi làm Phật. Đến khi mà lúc ông chuẩn bị nhập Niết Bàn ấy, ông bảo là, ông họp tất cả các đệ tử lại, ông bảo là tất cả những gì ta nói đều không đúng nha. Cho nên là lại một thành phần là Lít Sơn, là Lít Sơn đội mũ chuồn chuồn đâm đầu vào xít có buồn hay không, đặt những cái tên gọi là toàn tên bán chúa cầu vinh. Các bạn không có một cuộc đời tử tế đâu. Không có thể hay với người này, không hay với người kia, có thể đúng với người này, sai với người kia. Tại vì sao? Kiến thức hoặc là những giá trị mà trao đi ấy, nó không hề đúng. Tại vì nó đúng hay không, nó ở quy chiếu của mỗi người và tùy không gian sống của mỗi người và từng tùy tầng bậc cảnh giới hiểu biết của mỗi người. Cho nên chúng ta đừng có tham vọng về cái chuyện mà hoàn hảo quá, đừng có tham vọng đến mức độ là mình nói ra nó phải đúng, hiểu chưa? Thế là các Ái Khanh vẫn gọi là dốt như quân tốt ấy. không bao giờ hiểu thế nào là cuộc đời cuộc sống, cho nên là cũng đéo biết là để làm gì. Thế mới chạy theo cái lũ gọi là bảo hiểm Bitcoin đa cấp, chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu, rồi chạy theo cái đội gọi là bán khoa học mới dạy làm giàu. Các Ái Khanh không biết vị trí của các Ái Khanh đang ở đâu, không biết làm người như thế nào nhá. Em làm cắt tóc, nhà có 30 nhân viên, đớp cũng được kha khá. Thế biết là thế nào là kha khá? Đấy là em đớp ở đớp cái mảng phàm phu tục tử, đấy là em đớp tiền thôi. Còn em chưa đớp được cái mặt tinh thần nhá. Một người ấy, nó khác con người. Con người nó có hai mảnh, một mảnh con và một mảnh người. Thế thì một người ấy, người cần người, đã là người ấy, người ta sẽ cần đến sự thức tỉnh hơn. Còn đã là con vật ấy thì nó cần đớp, nó cần siêu xe, nó cần nhà lầu xe hơi, nó cần những cái tham ái, nó cần giao phối, hiểu không? Cho nên là các bạn khi mà các bạn lên mạng xã hội
mà thấy các bạn nữ nào bán quần áo ấy, mà ăn mặc hở hang ấy, nhảy ngoáy ngoáy, hoặc là mặc nội y nhảy ngoáy ngoáy, hoặc là ngồi cố tình như bạn Lâm Anh ngồi cố tình chổng cái zip ra để hở nội y ở trong ấy, mà các bạn nhảy vào, các bạn bình luận, các bạn follow, rồi các bạn thả tim, rồi các bạn lầy kia ấy, thì đấy là các bạn đang là sống cuộc đời của một con vật, mà các bạn không biết rằng là các bạn đang thiêu đốt thời gian chân quý của mình cho những cái hành vi của những con vật. Đấy, các bạn phải xem lại đi, xem lại bản thân mình đi nha. Hoặc là các bạn follow những cái người mà lên mạng ấy làm trò hề, làm trò cười ấy, tếu táo vớ vẩn ấy. Những cái người ta mà có nhu cầu ấy, nhu cầu gọi là hưởng thụ về mặt trí tuệ, nhu cầu là ăn uống về mặt trí tuệ ấy, người ta không có thời gian để cợt nhả đâu. Và người ta cũng không có thời gian để xem các bạn ngoáy ngoáy, hoặc là mấy cái bạn nữ mà đá bia, hoặc là nói những câu đạo lý rẻ tiền đâu nha các bạn nha. Các bạn phải xem lại mình đi. Bạn chia sẻ rất hay, nhưng cách bạn nói càng ngày càng thái quá. Chúc bạn thành công nha. Mình chỉ là con muỗi đời thôi, làm sao làm được bố đời. Bạn Lít Sơn này là bạn ấy hay chấp ngã vào hình tướng. Những cái người mà chấp ngã vào hình tướng thì cái tôi của họ rất là cao. Chính cái tôi của họ cao nên là thay vì họ thẩm thấu kiến thức của người khác, thay vì họ thẩm thấu năng lượng của vũ trụ, thì họ sẽ tạo ra một bức tường, một rào cản giống như cái vỏ cứng của con vi khuẩn ấy, là nó bao bọc luôn và nó không giao dịch với bên ngoài nữa nhá. Hiểu không? Hiểu chưa? Nó phong ấn giống như cái gọi là vòng kim cô, nó phong ấn vào bộ não của các bạn. Các bạn cái tôi đấy nó giống như cái vòng kim cô, nó phong ấn, các bạn sẽ không muốn học hỏi cái gì nữa. Cái tôi của các bạn lớn mà, sĩ diện của các bạn cao hơn mà. Nhá. Đúng không? Xin giá cánh quạt, xin giá thì tìm cách nào để xin đi, chứ mà tôi buôn bán trên đây là khóa livestream đấy, ông định bẫy tôi ở ông Chocobay nha. Sống nặng tình liệu có thiệt không anh? Những người lặng tình là những người ngu, tức là gì, mấy ông già già ngồi với nhau tiền đéo có, kiến thức đéo có, ngồi với nhau lại còn nói với nhau là ngồi ngồi đang ngồi với nhau cầm chén vitamin hung hăng lên đớp tập một phát rồi anh ạ. Anh nói thật với chú này, những cái thằng giàu ấy nó kém, nó không bao giờ bằng anh em mình. Ở anh em mình không có tiền bằng nó, nhưng mà anh em mình hơn nó ở cái tình cảm, cái chất sống. Tức là gì, bác gọi em, anh gọi chú gọi anh là anh xuất hiện luôn, có miếng lửa miếng cũng gọi nhau, nói những câu mõm đấy chả giải quyết được vấn đề đéo rồi, đéo có thời gian làm việc ý nghĩa, toàn ngồi đớp mõm rồi sau lại khen nhau là anh em mình là hơn chúng nó, là gì, tức là người hơn ta ở cái giàu sang, như ta hơn người ở cái đàng hoàng cái đéo ấy, hiểu không? Rồi lại nói những cái câu gọi là nghèo mà có tình thì cao quý hơn, cao quý cái đéo ấy, nghèo đã đéo có tiền rồi còn mỗi cái tình cảm nữa mà đéo mang lại ra xã hội, đéo nghèo mà đã đéo có tiền rồi còn mỗi cái tình cảm ấy mà ông không mang lại được, không ông không thể hiện ra được cái tình cảm ấy thì chó nó chơi, hiểu không? Gọi là dốt như con tốt này, còn hát là nghèo mà có tình thì cao quý hơn. Nhiều cái bài hát nó rất là phản động, nó tiêm nhiễm vào đầu óc giới trẻ, nó nhiều cái rất khắm là nó ghét những người giàu. Các bạn biết những người giàu người ta bỏ bao nhiêu thanh xuân tuổi đời ra để người ta cống hiến cho quê hương đất nước không? Các bạn biết mỗi mét bê tông, mỗi mét đường bê tông, mỗi khối đất để mà làm nên những con đê hay là những cái đường làng của các bạn là bao nhiêu đời những cái người giàu người ta làm lên. Người ta làm lên, người ta giàu có phải người ta đớp đi và người ta mang xuống suối vàng đâu, người ta vẫn để lại trên thế gian này cho các bạn hưởng ấy chứ. Chẳng qua là các bạn đéo tôn trọng người ta, các bạn là cái thành phần gọi là trâu buộc ghét trâu ăn, các loại mà đã không làm được rồi rồi đã không làm được rồi sân si với người ta. Tôi khẳng định với các bạn những người giàu là người ta cống hiến, chứ tôi nói thật, người ta có mang tiền đi, người ta làm ra bao nhiêu giá trị sử dụng, bao nhiêu giá trị lao động, người ta cống hiến, chứ người ta có ông giàu là mà mang xuống suối vàng không, mang được miếng đất 1.000 mét xuống suối vàng không, hiểu không? Đấy, các bạn phải trân trọng những người giàu, người ta đóng góp quá nhiều cho đất nước, cho quê hương đất nước.
Giàu cũng có cái giá mà giàu, như các bạn phải xây dựng hệ quy chiếu này, giàu là từ trên những tiêu chí gì. Cái từ giàu này là mình phải phân tích ra nó làm cả một hệ giá trị. Trong một hệ giá trị đấy thì nó có bao nhiêu tiêu chí? Thứ nhất là giàu tiền, thứ hai là giàu đạo đức, thứ ba là giàu nhân cách, rồi là giàu kiến thức, giàu trí tuệ. Thế tôi nói với các bạn như Gia Cát Lượng có giàu đâu mà Lưu Bị vẫn phải gì? 3 lần vào Lạy Lục, đến lần thứ ba là phải ăn chay mới lại tắm cỏ thơm trong ngục tối để sám hối 7 ngày rồi mới vào Gia Cát Lượng nó mới nhận. Các bạn không hiểu chuyện gì. Ôi, nhiều người kinh doanh không hiểu chuyện, nhiều ông diễn giả, rồi kể cả có ông gì nhỉ, ông Hoàng Nam Tiến, ông Hoàng Nam Tiến đấy là ông đấy là con trai của ông tướng Hoàng 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 Đan đang làm chủ tịch cho FPT Sốt, nói những cái câu hết sức là tôi nói đây tôi không ngại vạ miệng, tại vì ông Hoàng Nam Tiến là ông cũng là người rất cầu tiến và ông rất quân tử. Thôi là tôi nói thẳng luôn, tùy người nha, người tiểu nhân thì tôi không nói xấu, nhưng mà ông Hoàng là Hoàng Nam Tiến ông rất quân tử, nhưng mà ông đi học diễn giả ở ngoài, diễn giả nước ngoài rồi học nhiều thứ, nhưng mà ông chia sẻ cho các bạn sinh viên là nhiều cái rất không đúng, hiểu không? Ví dụ quan điểm chia sẻ của rất là nhiều người đây, tôi nói nha, tôi phải quay video lại, tôi nói luôn đấy. Tôi chia sẻ cho các bạn rất nhiều tư tưởng quản trị và tư tưởng marketing và tư tưởng kinh doanh hết sức sai lầm nhá. Kể cả ông Hoàng Nam Tiến là ông là ép kể cả như là ông Hoàng là Hoàng Nam Tiến là con của tướng Hoàng Hoàng Đan, tướng Hoàng Đan đánh trận Vị Xuyên, đánh trên Vị Xuyên đánh tàu rất là giỏi nhá. Thế thì ông Hoàng Nam Tiến ông có nhiều quan điểm tư tưởng và chia sẻ hết sức sai lầm về cái vấn đề mà khởi nghiệp sẽ start up. Tức là ông bảo là các em khởi nghiệp ấy là phải phải khởi nghiệp là cạnh tranh bằng sự khác biệt. Nói những câu hết sức chung chung, thế nào là sự khác biệt? Thế tôi hỏi các ông thế nào là sự khác biệt? Thế sinh viên học sinh nó biết cái gì là khác biệt? Thế các ông cứ đâm đầu vào sự khác biệt mà các ông không hiểu thế nào là gì à? Các ông không hiểu thế nào là sản phẩm, là sản xuất, là sự khác biệt hay như nào? Những cái khái niệm đấy là hết sức vớ vẩn, khái niệm thâu tóm tâm lý của những cái đồng chí mà dạy làm giàu ở ở nước ngoài và những cái đồng chí mà diễn giả ở nước ngoài. Ông Hoàng Nam Tiến ông đi học được mấy cái trò mèo đấy sao ông cứ lên ông nói chả đâu vào đâu cả. Còn quan điểm của tôi là phá vỡ tất cả các hệ thống giá trị và quy luật cũ để các bạn đi tới một chân chân trời mới. Tức là gì? Các bạn kinh doanh hay buôn bán hay làm cái đéo gì thì làm, hay là khởi nghiệp, đéo quan trọng sự khác biệt. Các bạn phải cạnh tranh bằng tất cả những lợi thế so sánh mà các bạn có. Nếu mà các bạn chưa có lợi thế so sánh thì các bạn phải tạo ra, các bạn phải thứ nhất là các bạn phải tìm ra những lợi thế so sánh. Để mà tìm ra được những lợi thế so sánh thì các bạn phải xây dựng lên các hàm giá trị, các hàm giá trị để các bạn thành công. Rồi các bạn sẽ tạo ra lợi thế so sánh. Và trong lúc tạo ra lợi thế so sánh thì các bạn sẽ ưu tiên là tạo lợi thế so sánh trong hàm giá trị nào trước. Ví dụ này, ví dụ các hàm giá trị của một doanh nghiệp, hoặc là các bạn làm kinh doanh nhỏ cũng như một doanh nghiệp thôi. Các hàm giá trị là gì? Thứ nhất, các bạn cạnh tranh về mét vuông nhà xưởng. Thứ hai, cạnh tranh về nhân công. Thứ ba, cạnh tranh về tệp khách hàng, đầu vào hay đầu ra. Thứ tư là cạnh tranh về marketing, hay thứ năm là cạnh tranh về truyền thông. Nó rất nhiều cái đan xen chứ, khác biệt cái đéo ấy. Thế một cái quạt nó đang hình tròn, ông làm hình vuông để ông bán à? Ông nói phét để ông bán à? Không đúng. Nhưng các bạn phải nhìn vào cái mục tiêu cuối cùng là mang lại lợi ích và giá trị cho đất nước và cho xã hội. Tức là gì? Các bạn phải xây dựng quan điểm là gì? Làm ăn kinh doanh ấy, thực tế là chúng ta đang kết nối năng lượng, biến những nguồn năng lượng đang ngủ quên trở thành nguồn năng lượng hữu ích. Và các bạn khi mà các bạn có tư duy linh hoạt như vậy ấy, thì sẽ trở thành người như tôi. Đi qua bãi phế liệu, nhìn thấy inox phế liệu là ta cũng đớp về để ta làm giàn phơi ta bán. Và bao nhiêu người nhận được sản phẩm của tôi, ok chưa? Ok chưa? Thì chính cái tư duy mà tiết kiệm năng lượng cho đất nước và cho xã hội thì bây giờ sao? Bây giờ chúng ta đang bán hàng trực tiếp cho nhau, người tiêu dùng mấy lại nhà sản xuất là gặp trực tiếp nhau, nói trên live stream này để bán hàng. Không cần phải qua nhà phân phối cấp 1, cấp 2, cấp 3 nữa để nó đẩy giá lên cao. Và nhiều người phải bốc vác. Tôi bán cho bạn thì chỉ có tôi mấy bạn bốc vác, chứ bây giờ lại bán cho mấy cấp nữa thì thành 10 người bốc vác à? Hình dung chưa? Ê, các bạn đừng nghĩ người giàu là giỏi. Các bạn phải có trí tuệ thì mới nhìn ra được anh hùng trong đám loạn quân, chứ không phải là cứ giàu là giỏi nhá. Các bạn nhầm to đấy. Họ nói chung chung, còn bác nói chi tiết. Họ không nói được chi tiết, tại vì là họ chỉ học cái ngọn, họ không nói được chi tiết và họ nói chung chung. Những cái chung chung đấy là những cái hết sức ngáo ngơ. Vì sao các bạn biết không? Làm cho bao nhiêu hệ thống giới giới trẻ
Và những bạn trẻ mới ra trường gặp tôi nói chuyện như là thánh sống, bảo là thế sản phẩm của anh có điều gì khác biệt. Tôi bảo lại một thằng ngáo, lại mõm, khác biệt là cái đéo ấy. Đó, cần đéo phải khác biệt, cần đéo phải khác biệt, khác biệt cứ xui nhau khác biệt. Thế thì cái khác biệt nó mới tạo ra là những thành phần làm marketing là ăn mặc diêm dúa mà sống cái kiểu là wifi, kiểu là gọi là chả biết là gì, đồng tính hay luyến ái mà sao nó khoái con trai, kiểu như thế, để tạo ra sự khác biệt để lùa các bạn vào thâu tóm tâm lý. Nhưng thực tế cái giá trị sản phẩm ấy, cái nội tại của nó ấy, là mang lại lợi ích gì cho quê nước đất nước và cho khách hàng, hiểu không? Các bạn mang lại lợi ích gì thì nó mới là tồn tại bền vững, đấy là giá trị cốt lõi. Còn cái sự khác biệt kia là cái sự bố láo thôi nhá. Hiểu không? Các ông không hiểu chuyện. Ngáo ngơ. Đi học vớ học vẩn, cứ cho rằng là một khóa học của một thằng diễn giả nước ngoài là giá trị. Giá trị là vì sao? Vì các ông ngáo ngơ, các ông giả nhiều tiền thì các ông cho đó là giá trị. Chứ với tôi giá trị phải được xác lập trên quan điểm gọi là trí tuệ. Và cái gì? Xây dựng lợi ích cho quê hương đất nước. Chứ tôi chả biết các ông tạo ra sự khác biệt để làm cái đéo ấy. Tôi hỏi thật các ông tạo ra sự khác biệt để làm cái đéo ấy. Khách hàng thì nó cần cái quạt. Cần cái quạt là gió thổi mạnh mát, tính năng ok. Khác biệt làm đéo gì, trong khi nó đang tròn ông làm thành hình vuông để làm cái đéo ấy. Đang hình vuông ông lại định làm thành hình elip để cho khác biệt à. Hiểu chưa? Khác biệt để làm cái đéo ấy. Nhá. Cho nên là các bạn hết sức ngáo ngơ. Cứ bảo nhau là làm cái sự khác biệt. Tôi chả hiểu các bạn khác biệt để làm gì. Để tà lừa nhau à? Ớt cay à? Cay. Ngon. Đối chất thì làm video phản biện lên, trả lời video phản biện lên trên các video của tôi đi. Ông nói là sẵn sàng đối chất với ông, nhưng mà ông nói câu sẵn sàng này độ 30 phút sau, 1 tiếng sau ông có video phản biện lên trên các video của tôi không? Hay là ông chỉ nói mõm? Ông chỉ nói mõm là ông sẵn sàng, nhưng mà kết quả đéo thấy đâu. Tôi thách ông làm video nào lên phản biện tôi đây mà có nhiều lượt tim đấy. Ông dám chơi không? Nói mõm đéo ai chả nói được. Nào, có dám chơi, dám chịu không? Nào phản biện nhau không, chơi không? Nói mõm. Nào, ông bảo là tôi sẵn sàng làm video phản biện, ông làm đi. À, tôi sẵn sàng phản biện đối chất với ông, làm video đi. Nói mõm. Đúng này. Dưới gốc cây cổ thụ thì luôn có những loài cỏ dại. Khích người khác marketing cho bác à? Tôi là người giỏi rồi, tôi cần gì phải khích. Anh nói về làm ăn trung đụng đi, ok em. Tại sao phải làm ăn trung đụng? Tại sao các bạn phải làm ăn trung đụng? Đúng rồi, các bạn trung đụng đụng đều đổ bể hết, không nên trung đụng nha.
Tôi đã trung đụng bao nhiêu thứ đổ bể hết. Cha chung thì không ai khóc đâu. Đây quay mâm cơm đây các anh em. Ăn mì đây. Có sao không? Tôi ăn mì tôm đấy. Chúng ta thực tế là chúng ta cần rất ít nhu cầu, cần rất ít năng lượng để chúng ta sống. Nhưng mà chúng ta lại cần nhiều cái năng lượng để chúng ta phông bạt. Chúng ta sống ảo tưởng. Ảo tưởng sức mạnh. Alo ạ. Anh còn các bạn anh bán cái quạt treo tường không anh? Dạ em bán quạt treo tường ạ. Anh còn mấy cái quạt công nghiệp mà nó treo tường không anh? Có anh, em sản xuất mà. Cái treo là củ rưỡi bao ship, nhận hàng kiểm tra thanh toán 5 số 5 cánh. Treo công nghiệp nó 3 cánh. Anh ở đâu? Anh ơi, cái cánh nó không quan trọng đâu anh, sao cái cánh nó không quan trọng, mấy cánh cũng được miễn sao nó êm gió và gió nó mát anh ạ. Đúng rồi, cái mà công nghiệp là khoảng 5 thôi đó, em bắt vào mấy cái mình làm việc mắc vào mấy cái chân bột cưới mà. Ok, đấy của em là 5 cánh anh ơi. Cái cánh không quan trọng là gió mạnh anh. Đúng không? Mà ý là cái này mà đường kính 55 bao nhiêu anh? Đường kính 52, cánh 45 phân là một củ rưỡi bao ship, gió xa 30 m, 5 số 5 cánh túc lăng ok. Anh ở đâu anh ở em ở Yên Phong Bắc Linh. Ủa, em, em gửi tận nơi cho anh nhận mấy thanh toán mà anh. Em vẫn bán suốt vào trong Dĩ An, Bình Dương khắp nơi mà. Tân Uyên, Bình Dương bán hết, toàn những người làm sự kiện đám cưới. Ok, ok. Các bạn không tập trung vào kiến thức, nhưng mà các bạn cứ thích là tập trung là xem là người ta tuổi bao nhiêu, học trường gì, mấy lại ăn mì tôm, hay là ăn con tôm hùm, những cái đó là những cái bên ngoài. Các bạn cứ thích là các bạn muốn thỏa mãn cái tính hiếu kỳ của các bạn, nó đang... Đấy không phải là con người của các bạn, đấy là cái tâm ma nó đang dẫn các bạn đi. Các bạn toàn tập trung vào điều vô nghĩa thôi. Tôi nói thật với các bạn, tôi ăn cua hay là ăn cá hay là ăn mì tôm thì tôi có đâu cho các bạn cái gì, hay là tôi đâu có xin của các bạn cái gì. Nó cũng không có giá trị gì hết. Nhưng các bạn toàn tập trung vào thứ vớ vẩn. Chính cái tâm ma của các bạn đấy, cho nên là khi các bạn gặp được thành phần nào mà đi ô tô hay mặc vest hay đeo cà vạt ấy, nói lời hoa tiếng ngọc ấy, là các bạn khúm rúm, rúm ra rúm gió như chó ấy. Rồi các bạn bị nó lừa. Rồi là nhiều thành phần nữa. Nó nhiều thành phần là nó đi uống cà phê. Nó mời tôi đi uống cà phê thôi. Nhưng mà nó lại rút ra hai sấp tờ 500. Mỗi sấp đấy là 50 triệu. Nó rút ra để trả cốc cà phê 20-30 cành. Thì tôi bảo ông khoe tiền này. Ông khoe tiền để làm cái đéo rồi. Tôi cũng có xin của ông cốc cà phê đéo đó. Ông mời tôi hôm nay mai tôi mời lại. Thế là ông bỏ tiền để ông khoe để làm cái đéo rồi. Dạ. Đông Âu anh hùng chuyện đấy, Đông Âu anh hùng chuyện đọc này, tôi nói luôn Đông Âu anh hùng chuyện này, để tôi lổ luôn này. Để tôi phải quay lại tôi đăng. Đông Âu anh hùng chuyện đấy là cái cuốn sách rẻ rẻ tiền, tào lao vớ vẩn, được cái bạn thì nhùng gì đấy nói, đấy là bạn đấy nói lên, nói phép lên để bán sách thôi, các bạn đừng bị dắt mũi nhá. Thực tế kiến thức của vũ trụ này, nó các bạn chỉ cần học, các bạn lên lên IT ấy, các bạn gõ là lịch sử Trung Quốc 5.000 năm lên, các bạn nghe hết cái đấy đi, các bạn trở thành người vi diệu luôn. Các bạn đéo phải mất tiền, chẳng qua là các bạn cứ coi thường những gì đã xảy ra trong quá khứ, các bạn coi thường những gì miễn phí, các bạn coi thường trí tuệ của cha ông, cho nên là các bạn cứ thích đi tìm những cái mới, mà chính cái khát khao tìm cái mới của các bạn ấy, là bị bọn nó dắt mũi. Đông Âu anh hùng chuyện ấy, tôi chưa đọc, nhưng mà tôi khẳng định ấy, với tôi ấy, nó đéo là cái gì hết, cho nó nhanh và vuông nha, đừng lùa tôi nha, tôi đéo cần phải đọc cho nhanh. Đông Âu anh hùng chuyện là cái gì, là cái bọn tà lừa nhau, viết ra sách để tà lừa. Tại vì sao, cái tên ấy, ví dụ như là cái tên chuyện mà Tam Quốc diễn nghĩa ấy, thì người ta nói đúng cái vấn đề vào vấn đề của nội dung là ba cái nước diễn nghĩa với nhau. Còn cái quyển mà đã viết ra ấy, ngay ở đầu tựa đề ấy, là Đông Âu anh hùng chuyện ấy, là cái từ khóa của nó, ở từ khóa ở bìa của cuốn truyện đấy, là nó muốn tà lừa các bạn. Anh hùng cái đéo ấy, các khanh cũng là tiểu nhân khi đối diện với quả nhân thôi, các khanh đéo phải anh hùng. Đông Âu anh hùng chuyện ta nghe mà khắm. Định bán sách à? Bán sách thì nó phải tử tế. Ví dụ như này này,
sách Thủy Hử thì người ta in chữ Thủy Hử, sách là Việt Sử Toàn Thư thì người ta in là Việt Sử Toàn Thư, còn sách Tam Quốc người ta in là Tam Quốc. Đấy nó mới là những quyển sách tử tế, hiểu chưa? Còn đéo có chuyện nha, chỉ bán bìa sách, nhiều bọn nó chỉ bán bìa sách thôi, nó in cái bìa sách thật là kêu. Ví dụ như là TikTok ẹt 1 tỷ đơn, hoặc là Từ Điển Phá Kênh, đéo gặp tôi á, gặp tôi đéo luôn nhá. Tôi đọc tựa đề rồi là tôi đéo mua sách luôn, đừng có bẫy tôi, hiểu chưa? Cho nên các bạn ngáo ngơ, nó muốn lùa các bạn ngáo ngơ để nó đớp tiền của các bạn. Tôi khuyên các bạn này, nếu các bạn muốn thành người, lên mạng gõ lịch sử Trung Quốc 5.000 năm và các bạn nghe 5 ngày 5 đêm, nghe liền tù tì, các bạn nghe hết đi, nghe đi nghe lại đi, nghe thành 10 lần đi, các bạn sẽ thành người. Những cái gì miễn phí các bạn coi thường, hiểu không? Các bạn chết ở cái tư duy gì, tư duy ánh hào quang. Tư duy ánh hào quang là sao? Là những thằng nào nó nổi tiếng trên top top ấy, nó nói cái gì các bạn cũng nghe, nó khen quyển sách này hay các bạn cũng bỏ tiền ra để mua, mua về chắc đéo gì đã đọc, đọc chắc đọc được vài trang vứt mẹ vứt xó, ô nhiễm môi trường. Cho nên là đừng nghĩ là KOC KOL là tử tế, hoặc là đừng nghĩ idol là tử tế. Các bạn phải làm những điều gì tốt cho quê hương đất nước và cho xã hội, chứ đừng làm bậy nhá. Lịch sử các bạn lên kênh IT, các bạn gõ miễn phí mà, đeo tai phone vào đêm ngủ nghe sách nói, nó mới thành người. Mua sách nằm cái đéo rồi, thời buổi này có phải thời buổi của sách đâu, thời buổi này là thời buổi không gian mạng, thời buổi này là kiến thức miễn phí rồi. Còn đéo ai đi làm sách, in sách làm gì? Để lùa nhau à? Các bạn ơi, các bạn đừng nói lịch sử Trung Quốc thế này thế kia. Các bạn ạ, người ta có cái gì hay thì mình học. Các bạn còn cái tôi quá lớn, các bạn còn sân si. Một nền văn hóa Trung Quốc là 5.000 năm, bao nhiêu tinh hoa của vũ trụ ở trong đấy mà các bạn không học thì các bạn lại khinh Trung Quốc thế này thế kia nhá. Người ta có thể xâm lược mình hay thế nào đấy là việc của người ta, nhưng mà cái văn hóa tinh hoa của họ là mình phải học. Đã dốt lại còn bảo thủ. Đạo diễn Lê Hoàng ấy là tốt, nhưng mà ông Lê Hoàng là ông tốt, ông rất là thực tế, nhưng mà ông lại không có vợ, cho nên là ông là một cá nhân là hơi lệch lạc. Ông Lê Hoàng ấy, ông đạo diễn, ông cá nhân ông hơi lệch lạc, nhưng không sao, ông vô hại với mọi người mà, các bạn nên thương với ông ấy nhá. Còn ai mà thấy ông ấy là chưa có vợ ấy, hay là chưa có được người hôn phối thì nên là lấy ông ấy nhá. Đúng rồi, cái gì hay ta học, đừng nhìn thấy cái không hay của họ mà khinh bỉ. Chính xác. Nhu cầu về ăn về mặc của một con người là rất bình thường thôi, nhưng vì tham ái, vì sĩ diện mà họ phải đớp những cái gọi là ngon để chụp ảnh lên để khoe mẽ, nhưng họ không biết là bệnh tật nó đang vào người từ cái đó. Nhá. Ăn uống bình thường thôi. Ông Lê Hoàng có nhiều cái rất chuẩn. Còn chú Lê Thẩm Dương thì lại đáng thương hơn đáng trách. Nhá. Chú Lê Thẩm Dương là một người bình thường thôi. Nhá. Nếu mà có duyên thì tôi sẽ ban cho đặc ân. Chú Lê Thẩm Dương, nếu mà có cơ duyên gặp được tôi sẽ ban cho chú vài cái đặc ân. Đây quá.
Mẹ, các ông lại nói tôi nói xấu tôi à? Làm tôi sặc. Cũng là cay hơn ăn ớt đây. Làm miếng ớt đi anh nha. Làm miếng ớt đi. Làm miếng lòng đi. Các ông có lòng dày rồi. Hà Nội có lòng tươi ngon như này để ăn không? Có không? Đéo có luôn. Có lòng kép này không? Nhìn thèm chưa? Đéo có mà ăn. Để sang mới hèn làm cái đéo rồi. Các ông có tiền đéo mua được lòng ngon mà ăn. Như ở quê. Đây 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 các ai khanh thấy không, Hà Nội có lòng ngon này không hay là ăn toàn hóa chất? Các ông cứ nghĩ là nào, lòng dày không, đây ngon không? Trời ơi, các ông cứ nghĩ bỏ nhiều tiền ra là ngon, đéo có chuyện đấy đâu nha. Mấy cái bạn đeo khẩu trang này lên cứ bình luận lung tung, tưởng lên mạng xã hội cứ chửi này chửi kia là hay, không không hay đâu nhá. Nhân sinh quan của các bạn thế nào để cuộc đời các bạn như thế. Rồi cái bạn gì này, bạn Đông Dương này, bạn chắc là bạn có tuổi rồi nhưng mà bạn cứ lên bạn sủa lung tung, tội nghiệp lắm. Tôi như người khác là tôi sẽ chặn bạn đấy. Nhưng mà tôi cho cơ hội bạn được nhận cái đặc ân của tôi, được khai sáng nhé. Bạn cứ lên mạng xã hội bạn nói này nói kia thế không có cuộc đời tốt đẹp đâu nhé. Bạn muốn phản biện cái gì á, tôi có những video đấy, tôi không chặn bình luận của ai hết. Và tôi, các bạn có thể là bình luận bằng video, trả lời bằng video phản biện vào đấy. Thì đấy là cái cách chúng ta xây dựng. Chứ lên mà cứ chửi người này, chửi những cái câu hết sức là không có lão, không có tư duy gì trong đấy cả. Nói ra cho sướng mồm, chả giải quyết được cái việc gì. Tại ăn bạn cũng khoe nên họ mới nói. Má ăn mì tôm nó bảo khoe. Ăn bát mì tôm nó bảo khoe. Vui phết, kể mạng xã hội này vui phết. Ăn nhanh không nó trương hết bạn ơi. Thì để nó trương lên ăn mới được nhiều. Các ông rốt lắm. Đấy là cách tôi hưởng thụ cuộc sống. Muốn ăn nhiều phải để nó trương lên. Đây, tôi muốn chia sẻ lên văn hóa là ăn lòng thôi ở miền Bắc. Bạn nào chắc là nhiều bạn mà chửi tôi, chắc là bạn ấy là gọi là không có để ăn. Tôi đã nghèo, tôi ăn mì mới lòng rồi. Vẫn có người ta chửi là tôi khoe. Chắc người ta không có để ăn. Thôi xin lỗi nha, xin lỗi vì tôi đã khoe, làm cho cái tâm tà của các bạn nổi lên. Tôi cũng là một người không tốt. Tôi phải xem lại tôi đúng không? Chứ tôi không nên ghét các bạn. Em đón khách đi, đón khách bán vách đi. Alo ạ? Dạ có, anh đến chưa ạ? Để anh ra em ơi. Em ra đón khách vào đây, sau là anh ra anh bán không? Đấy, cuộc sống sướng đéo đâu. Vừa ăn vừa hốc vừa đớp vừa nói chuyện, sau lại có khách đến lại phải ra bán hàng. Các ông tưởng làm chủ sướng thế à? Sướng cái đéo rồi. Ăn bát mì tôm rồi. Anh ấy làm ở ngoài vậy? Ừ.
Vào uống nước chú ơi, anh vào uống nước. Cháu ăn xong rồi. Ba con robot đây mua về để sang năm làm đồ gia dụng để bán. Sang năm làm giường cho sinh viên. Ship đi khắp nơi. Giường sinh viên là tháo ra từ những cái lan pallet. Đó, con này hàn khung sắt xong bắt đầu là bán. Bán cho sinh viên độ 500 một cái bao ship luôn. Tức là ai cũng có thể có giường để ngủ. Cái lan pallet thì nó khác gì rác thải đâu. Lan gỗ thông ấy, vứt đi mà anh. Mình lấy cái vứt. Làm gỗ. Dạ. Cái lan pallet thì nó rẻ chú. Không, mình lát vào thành cái giáp giường ấy. Đây đang là sản xuất quả. Cháu đang sản xuất quả. Chuyên quả. Nhiều cái để làm á, ngon bộ rẻ cứ có tiền là mình làm. Sinh viên thì họ nhiều khi họ không có nhiều tiền nhưng mà mình làm vẫn đẹp mà. Tại vì là cái pallet mua vào có 50 cành một cái. Bao giờ nghỉ Tết? Em chắc là mấy hôm nữa nghỉ. Được rồi. Đây này chú này. Máy sản xuất lồng quạt cho cũng có này. Đầy đủ máy thủy lực, robot và xưởng bên kia nữa. Nhưng mà mình không có đất, không có nhà nữa, không vay được ngân hàng. Xưởng đi thuê chú ạ. Thuê nên là thôi túc tắc là chơi cả côn kìa. À đây cái này là đây mua inox phế liệu làm lên côn để bán. Đấy mua về mất ăn Tết thì cái đấy làm ra có 20 cành bán 150 cành 150 đấy dàn xào phơi đây. Sắt này là mua gọi là mua phế liệu đây toàn cháu toàn mua thanh lý mà về làm dàn phơi bán rẻ cho bà con mà dùng cả đời không hỏng. Cái này nó dày lắm. Bơm này là các loại bơm thanh lý ấy, chú. Đây là toàn Nhật bãi lung tung, nói chung là lung tung nhập tàu tào lao lắm, nó nhiều loại lắm. Mới này bao tiền? Không, cháu có toàn hàng cũ mà. Cháu hỏi mua mới này bao tiền? Mua mới. À, mua cân. Bao tiền cân này? Cháu vợ cháu đang bán 70-80 nghìn một cân đấy. Cái này cháu không bán. Con đấy hút ngon mà, rẻ lắm. Cô. Nhìn sát biết này, ngoài nó trước biển rồi mua đắt hết. Ấy chú mua mới mà giết người, đây nó toàn hàng dùng lướt thôi. Cháu mua một lúc là gần 20 tấn. Đấy là năm ngoái. Đây sang bên kia cháu mở cửa đẩy còn đẩy, chú thích đẩy vẫn còn nhiều lắm. Còn đâu? À không, đầu năm nay là cháu vào Đà Nẵng cháu mua. Còn đầu năm ngoái là cháu cũng mua 100 tấn cũng máy bơm. Đấy, chú thích đấy, cháu mở bên này cho chú thích mua gì mua nhiều lắm. Ngắm thôi, không mua cũng được. Trời. Đó đây cháu mở. Chú ở đâu? Đây ngăn phòng cho mấy thằng em ở vùng cao nó ở. Bây giờ nó về nghỉ Tết rồi. Thôi đầy đã được rồi. Cháu thuê chứ. Không, đây còn bên kia nữa. Có ông chú tốt, ông cho thuê. Con này em mua 73 triệu.
dùng 2 năm rồi đấy, độc đổ nước lã và chạy thôi. Độc đổ nước lã và chạy, tại vì là sạc điện, đổ nước lã và chạy.